Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại tới video tiếp theo. Thì qua mấy trận đấu thì bây giờ mình đã đối đầu với một cái đội đó là Colombia các bạn. Đội này hiện tại thì có một cầu thủ màu vàng, có một cầu thủ màu trắng, còn lại cầu thủ màu xanh hết nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đấu thử xem cái trận này ở đội này có mạnh hay không các bạn. Colombia sẽ đấu đầu với China. They're playing on a worldwide scale to win the International Cup. Well, I've just been handed the team sheet. Let's see how they'll line up. They're playing three at the front. It's a 4-3-3 formation. Tổng cộng là 7 cầu thủ màu xanh, 1 cầu thủ màu vàng, 3 cầu thủ màu trắng. Ở bên đội của mình là chỉ có 3 cầu thủ màu vàng thôi, còn lại là full đen hết rồi. Để mình xem thử là cái đội nào có mạnh hay không nha các bạn. Which way will this game go? Yeah, 1-0 rồi các bạn ơi. Quá đẹp. Nếu mà thấy về cú đường truyền của mình hay thì hãy cho ngay mình một like, một đăng ký, một chia sẻ các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký cho mình để ủng hộ video nha. Bạn nào đăng ký rồi thì hãy bấm cho mình một like để ủng hộ cho video, ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cú truyền bóng quá là đẹp các bạn, rất là chuẩn luôn, rất là chính xác luôn. Ở đầu hiệp 1 thì mình đã được một quả. Thì đội hình ở bên này thì có ba cầu thủ màu trắng cho nên chắc cũng còn yếu các bạn. It's Messi with the ball. Rồi chạy kìa. Chạy rất là nhanh luôn nha. The shot well blocked there. Bài nó đá nhưng mà đá không được các bạn. Kinh khủng thiệt. Bây giờ là ném pin rồi nè, ném pin rồi mình sẽ đếm như thế nào đây. Trời ơi. Wayward pass normally so accurate. Oh, it's a clear chance. Một cái nữa. Good save. Xem tí nỉ nữa là vô rồi. Goalkeeper rolls it out. Mẹ con. Trời ơi, xin một xíu nữa là lụm cho banh nó được rồi. Sơ hở. Trời ơi. That's good link up play. Good ball. And it's opened up here. Xem một chút nữa là chuyện gì mà đá không được các bạn. Khủng khiếp, khủng khiếp. Trời, mày còn không vô hả mày? Mày không vô. Đó là cú đá của nè, của Maria. Cú đá đạp xe đạp ngược nha. Bạn xem lại nha. Đó. Quá tuyệt vời. Đó, quá đẹp các bạn. Chúng ta xem lại cái này nha. Maria. Đó, đạp xe ngược các bạn. Đạp xe ngược. Đạp xe đạp ngược các bạn. Rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục, trời ơi. Tiếp tục, chị em không lấy được. Đừng ra ngoài nha. Đừng ra ngoài. Trời ơi. Hai ba thằng nó kè luôn, đâu có vô được cái đó. Hai ba thằng nó kè. Di Maria. Mày kìa hả con? Mày kìa. Headed on. Great passing there. And that will be the goalkeeper's ball then. Thủ môn này nó ban ra nhanh quá. Sắp hết hiệp 1 các bạn, chỉ còn 1. Rồi, hiệp 1 đã kết thúc. Bây giờ là hiệp 2. Can they stay in control the next 45 minutes? Ospina collects. Bấm nút B đặng lấy bánh mà tự nhiên nó đá luôn, thiệt tình. Làm lại. What a well-timed tackle. What an opportunity.
xí hột, xí hột. Cái thằng đó mình vẽ nó cái nó té luôn các bạn. Để các bạn xem lại nè. Nó chuồn. Chuồn nữa mà nó chuồn chậm hơn. Mình đã chuyền banh trước rồi. Để ghi được một quả nữa rồi các bạn. Đó là đội Colombia nha. Đã, mình dẫn trước China. China dẫn trước Colombia 3-0. Nói cũng nói lộn. And Dybala. Good possession. Trời ơi. Ôi. James with the ball. Maria. Trời ơi. Finds his teammate. Dữ quá, dữ quá. Giờ nó điên lên đá kinh khủng luôn các bạn. Điên lên nó chuyền banh thấy ghê luôn, chuyền ra ngoài luôn, thấy ghê chưa? Nó điên lên nó chuyền ra ngoài luôn, nó không thèm chuyền cho ông đội luôn. Chuyện làm bậy nó thay đổi người luôn rồi. Mình bắt trước mình là người thay đổi kìa. With the caliber of players on the bench, I'm not surprised the manager will be making some substitutions. Volleyed on. It's Messi with the ball. Trời ơi. Đang đi rất là đẹp luôn, tự nhiên dướng cái đó là nhanh. Oh, he did really well there. Yep. Here's Ronaldo. Yeah. No. Spina collects. Ở phiên bản mới này các bạn là gần tới khung thành, banh còn rất tung lành là thủ môn nó ban ra liền nha. Chứ không phải như ở các phiên bản lúc trước nữa. Mà lúc trước là thủ môn nó không có ban ra vậy đâu. Trời ơi. Spina collects. Quá nhẹ. Lại ghi thiệt mấy trái nữa giờ. Nhưng mà cơ hội thắng của mình cao rồi các bạn. Mình đã được 3-0 rồi. Không còn gì để nói nữa rồi. Trời ơi, thằng đó đang nhích nhích nè. Môn ban ra. Xúc. Rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời ở giây phút cuối cùng các bạn. Giây phút cuối cùng mình ghi thêm một trái nữa rồi. Quá tuyệt. Quá tuyệt, quá tuyệt. Quốc. Mày hả con, mày hả con. Quá tuyệt. Chuyền một cái một tới luôn, tới điểm luôn. Quá hay các bạn. Rồi, thổi còi lên nào. Yeah. Thế là đã thắng. China thắng Colombia 4-0. Nếu các bạn thấy video mình hay, đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Rồi thôi, video mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy những cầu thủ mình như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.